Alright. Chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa đến mùa tiếp theo nhỉ? Có lẽ mình phải tìm cách đi nhanh ra chỗ rừng lấy nia đầu rồi. May quá, ở bên cạnh khu rừng có ngay một cái hồ rất là ngon ở đây. Yeah, từ từ chúng ta xem một cái hồ nó khác không. Xem mình nhìn thấy ở đây. Đây đây, chúng ta có cái chỗ này này. Chỗ này có lẽ là hợp lý hơn này. À, còn chỗ này thì nó hơi kiểu nguy hiểm. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy góc này có rất nhiều đồ này, rất nhiều cây cối các thứ và cỏ cũng các thứ. Chỗ này mình thấy nó hợp lý hơn, nó bớt nguy hiểm hơn. Mình sẽ có khi ra đấy đi. Ok, trước tiên là tăng đi não lên đã. Đấy, kẹt rồi. Thank you. Ờ, thôi được rồi, hai đấm được rồi. Yeah, tiếp theo là mình phải đi chặt thêm gỗ nữa. Cái siêu của mình đâu nhỉ? Hết siêu rồi, hơi tệ. Thì không sao, ta có thể làm một cái siêu mới. Ở đây có một cái living lock, yeah. Và một rope. By the way, bên cạnh đó thì trước mình đi trong rừng, trước khi mình tắt, sau khi mình tắt video mình đi trong rừng một chút, mình đập được hai cái pot, ba bốn cái pot gì đấy, mình lấy thêm hai viên đá này hợp lý vậy. Yep. Ta có thể an tâm về việc không lo sợ thiếu đá lúc này nữa. Từ từ khoan, cho xin ít than. Ok, não mình quá thấp rồi, phải ăn tăng não lên mới được. Oh, thank you. Có lẽ mình nên để than trong nhà, trong bây giờ trong cái chỗ khu nhà của mình trông như cái bãi rác. Tại vì mình cũng, bây giờ là mình cũng khá là lười xây chest nha. Yeah, thế rồi chặt gỗ thôi. Mình sẽ để dành có lẽ hẳn một ngày để chặt gỗ. Đó giờ mình quá ít gỗ. Chỉnh ra nào, fuck up. Rồi, ok. Chỉnh tiếp ra, trời ơi, chỉnh ra, chỉnh ra. Ok. Ok. Còn chỗ hạt giống còn lại mình sẽ giữ. Và quan trọng bây giờ mình sẽ không có cái tủ lạnh nè. Từ từ. Để vào nhà vậy. Mưa to quá. Phơi khô trước đã. Ok. Mình có lẽ để bớt cái thương này ở nhà đi. Từ. Rồi, chúng ta sẽ tìm cách đi ra biển rừng và lấy nettles. Oh my god. Rồi, nettles ít thế nhỉ? Sẻng đâu? Where are you? Đây rồi. Đi thôi nào. Bây giờ không... À quên, chúng ta phải kiếm gì ăn đã. Sao mình có thể quên mất cái này gì? Chưa kiếm cái gì ăn mà đã lượn 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 đi đâu. Đây rồi. No. Mình còn thịt không ta? Ờ, hết sừ thịt rồi. Chẳng cái gì cả. Không sao, mình sẽ mua... Oh shit, cẩn. Cửa hàng rau đây rồi. Xem trong cái nồi mình có để cái gì không. Không có gì chứ cả. Ai. Vậy là mình đã hết sạch thịt. Không sao, chúng ta sẽ mua thịt ở đây. Hai oi. Sẽ là một cái meatball. 5 xu cho một món meatball. Yeah. Không tệ lắm. Bây giờ con BFB nó xuất hiện nhé. Gấp, mau gấp anh sang đi cái tổ của nó đi cái coi. Thì nó cần rất gấp cái trượng của nữ hoàng để có thể lấy được chìa khóa khu city của mình. Nó to quá. Ồ. Đây rồi. Thank you. Play bán Minor Head đi. Đây rồi. Ôi giời, mình vừa nói xong thì bán Minor Head. Ồ, tuyệt vãi.
xem cái mai này hết nữa kìa. Đi thôi nào, đi thôi nào, đi thôi nào, nhanh 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 nhanh. Chúng ta không còn thời gian. Còn một ngày, hai ngày nữa, yeah. Và chúng ta sẽ có khoảng thêm hai ngày extra nữa để có thể. Từ từ từ. Đâu, bye. Anh đã trở mặt thành thù với các chú đi, anh cũng chả ngại gì cả. Ok. Đây rồi. Một cái. Tiếp theo là ở đâu? Ôi trời ơi, sao mình thấy nó kinh quá à? Xa quá. Tiếp thế này. Right. Ở đây không có chế độ ping trong map nhỉ? À, đây là rune đi ra chỗ từ từ. Cái rune này mình cũng chưa mở hết đâu, mình còn hai chỗ nữa này. À, đây là cái quái gì đây? Cái này không biết mình dùng cái gì có thể đập ra. Cái đấy mình tặng cho nữ hoàng và lấy được cái chìa khóa gì đó. Thế mình biết là thế. Đây rồi, arrow ở dưới này. Không phải, đây là nhà khỉ. Úi ôi, hai con. Nào. Ra. Bây giờ anh không có bất cứ nhiệm vụ gì để có thể đánh nhau chứ. Oh my god. Bên phải này. May là mình mang cái bất bì gòn theo chứ không gì. Shit. Đâu rồi? Đây. Chỗ này có hai cái. Ah shit. Ok. Bốn cái rồi. Ôi mẹ ơi. Ah fuck. Ah you. Phiền vãi. Đây rồi, cái nữa ở đây. Năm cái rồi, chúng ta tìm thêm năm cái nữa. Cứ quanh đây xem. Ồ, một cái rune ở đây này. Mình không ăn búa theo rồi. Kệ đi. À, đây là cái rune dẫn đến chỗ Fountain of Youth nè. Hay quá. Ok then. Xong cái đi coi chỗ nào là nó nở ở đấy. Vãi đái. Kinh vãi. Dưới này có vẻ an toàn. À, đây rồi. Mình có nhìn nhầm nhỉ. Đúng rồi đây. Đây rồi. Thank you. Chúng ta có 6 nettles. Mình sẽ lấy nhiều hơn số lượng mình có thể lấy. Oh. God damn it. Ôi mẹ ơi. Mình cầm được một đá nó đi qua đây. À. Ôi gì đây. À. Shit. May quá. Có mang cái bức bigon này theo. Bức thì toi. Oh yeah. Ăn xử luôn đi. Không có nhu cầu gì cả. Đây rồi. Đi trong rừng có cái mô này kinh khủng lắm. Cái bức bigon này làm khá là dễ. Các bạn chỉ cần... Ôi Big Bird kìa. Tại sao là bây giờ? Mình đang lấy Netto mà. Cố lên. Lại đúng cái lúc này. Come on. Không thể vào lúc khác cả. Ah shit. Hình như trong răng cơ tớp nó không đuổi mình đâu. Không phá gọp. Cố lên. Bây giờ một cái nữa thôi. Yeah, chúng ta có 10 nero rồi. Tuyệt vời. Ow. Ra. Gớm. Còn đây còn cái nettle nào không? Hai cái ở đây này. Ôi rồi. Oh shit, nó rơi xuống và nó bay mất rồi. À, mình cũng bị đang được mà. Oh my god, cái gì đây? Fuck.
Nào. Oh my god. Cái gì thế này? À. Cái khủng vãi. No, please stop. Đồng thế này. Oh, thank you. À. Fuck you. Chúng vào đây thôi. Quá nguy hiểm rồi. Thì ai chà, hơi tiếc một tí. Thôi kệ đi. Lần vào đây thôi. Con Big Bird nó mà hạ xuống ở trong rừng thì nó sẽ đi ra ngay lập, đi khỏi đây ngay lập tức. Damn it, tức thật. Quãi cả đài. Kinh thế. Goodbye, 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 goodbye. Không thể đâu, goodbye. Say goodbye. Về nào, về nào, về nào, về nào. Ở đây đánh nhau to luôn này. Xin lỗi, chỗ này có vẻ khá thuận lợi này. Ô, nhưng mà ở đây có rất nhiều hoàn thịt. Này, mình mà bùi nét tổ ở đây chắc chết. Mà đúng hoàn thịt cả. Lợn thôi, lợn thôi, lợn thôi. Yeah. See ya. Độ ẩm của mình lên khá là cao. Oh shit. Dùng đốt cái dịu để cho nó hết đi. Ok. Đi muốn luôn. Most foe, most foe. Nào. Chúng ta ra. Úi giời ơi. Sao lại vào lúc này? Ok. Bye bye. Không có đéo đánh chúng, nó đánh chúng là chúng này chảy hết. Cẩn thận thôi các bạn ạ. No. Bye bye. No. See ya. Rồi, nó xẻng rồi, ở đây. Có thể làm cái mới ngay đi luôn. Xí dạ. Lại lâu, lại lâu quá. No. Goodbye. Ah, fuck. Nhặt cái đuốc ở lúc nào vậy? Xí dạ. Lận thôi, lận thôi, lận thôi, lận thôi. Bye bye. Nó ngay bên cạnh nhà mình kìa. Phải đái luôn. Vậy giờ chúng ta có thể đoán là mình phải đánh nhau rồi. À. Oh. Hai con. God damn it. Vậy là mình phải đánh nhau với hai đứa nữa. Shit. Ba gọp. À nữa. Ui ba nữa rồi. Ui dầu đây đã. Đâu, no, goodbye. See ya. See ya. See ya. Ở đây ngay. Đấy, không có cái gì hết. Lucas đắt đấy. Đợi bao oi lận. Shit.
cái blue cap đắt khiếp. À, bây giờ thì não mình đang trong tình trạng phanh. Có lẽ mình sẽ phải làm cái hello. Giác của mình đâu? Ai? God damn it. Ok. Xem nào. 6 ai và 2 alloy. Oh my god. À. Vừa làm cả cái máy alloy nữa. Smelter. 6 đá này. Shit. Không có đá. God damn it. Oh shit. Không hay rồi. 6 đá. 6 38 đá. Wow. Thật gớm nhỉ. Từ đó mình đã trồng berry đã. À, từ socket này mình để đây. Kairin. Cái đống Kairin này có vẻ là khá tiện dụng. Nhưng các cậu biết cách dùng nó. Tránh ra con kiểu của nợ kia. Sao lúc nào não mình trong tình trạng thấp thế nhỉ? Hello. Thank you. Sự bây giờ vấn đề não tụt nó đang thành cái gì đó rất là cấp bách. Ok, tốt. Oh shit. Nice. Còn nữa không? Nó ỉa gì ỉa lắm thế. Ok. Rồi chỉ được một xu đó. À đây rồi, kia đâu anh? À, đã đổi rồi. Urch. Nó còn ở đây không? Ok. Ờ, đây thì sao? Nhiều phân quá nhỉ? Thank you. Mình đi quanh một lượt xem còn chỗ nào có thể đổi tiền không. Ví dụ chỗ berry này. Rồi mình đang đói sức mặt cơ. Thank you. Rồi nhặt phân là được tiền hợp lý vãi. Có lẽ là hết rồi các bạn ạ. Mình đã đổi hết rồi. Không còn gì ở đây cả. Ok. Rồi thì mưa nữa. Đẹp. Cường rau đâu? Đây đây đây, mình vừa đi qua trời ơi. Phải mua cái gì đấy ăn mới được. Ok. Thank you. Đói quá trời. Lúc nào trong tình trạng dạ dày trống rỗng. Đẹp. Nice. Hey, hey yo. Rồi 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 rồi. Có lẽ mình phải đi nhặt ít à đúng không? Ta phải làm phân, làm farm. Sao bây giờ mình nhớ ra nhỉ? Farm thì chưa làm. The hell. Không có đá để làm farm kiểu gì. Oh my god. Rồi làm tủ chim nữa, bẫy chim nữa. Rất là lằng nhằng. Ok. Ooh.
Hay quá. Sau đây mua hiệu. Có lẽ là mình không đủ thời gian để là đến mùa tiếp theo mình chỉ rồi. Tôi kẹo đi. Chúng ta đi ra ăn cái overload cái đã. Tình tình. Ok, như vậy là hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video lần này của mình. Nếu như các bạn cảm thấy nó hay thì hãy để lại cho mình một like và comment ở bên dưới. Subscribe channel của mình và share video của mình để ủng hộ mình nhé. Mình xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và bây giờ, tạm biệt các bạn. Bye bye.